Chào các anh em đam mê. Các anh em đang nhìn thấy đây là ba cây gọi là nói thế nào nhỉ? Hàng VIP ấy. Nói chung là hàng rất ok. Ba cây này đấy là đầu tiên mình nói đến cây trên cùng đấy là cây FX Impact. Cây Impact này thì có giá thì không rẻ chút nào đâu. Không kính đã gần 40 rồi các anh em nhé. Trên 35 một tẹo đấy. Còn phía dưới là cây Cricket X. Cây Cricket X này thì cũng giá cũng gọi là chung chung. Cây Cricket X này là hàng Sài Gòn nhé các anh em nhé, không phải hàng nói thì bảo hàng Sài Gòn thì cũng không phải là hoàn toàn hàng Sài Gòn, nó ở quy còng ray hàng Sài Gòn. Giảm âm thì cũng giảm âm M3, từ M3 sang giảm âm tớ tự làm. Bộ hơi cũng hoàn toàn là tớ tự làm. Đấy. Sử dụng bình carbon 042, các em có thể thay bằng bình 0.5 cũng được. Đây là cây vũ căng. À, xin lỗi, vũ can. Vũ can 2. Đấy. Vũ can 2 này thì là hoàn toàn là hàng Hà Nội. VIP nhất vẫn là con M3 các anh em ạ. M3 đang dùng cành heavy 700 mm. Cricket X đang sử dụng cành heavy 500. Chính xác nó chỉ là 480. Cành heavy 480. Đây là đang sử dụng cây Vulcan này, đang sử dụng cành Việt Nam kéo. Nhà rất ok chứ các anh em nhé. Tất cả đây là hàng mới nhé các anh em nhé. Chứ mình không đem đi bắn và cũng không sử dụng, mình chỉ ráp lên và đợi khách. Em nào gọi hàng cái là có luôn. Đối với cây Cricket X này các anh em có thể về tự thay báng, hoặc là thích thì mình sẽ thay bình cho các anh em. Nếu mà các anh em muốn sử dụng loại bình bình thẳng và sử dụng báng ôm hoàn toàn bình chứ không sử dụng khớp Z như thế này và không sử dụng bình carbon, mình vẫn có thể chuyển được. Quá đẹp các anh em ạ. Quá đẹp. Ba con hàng VIP. Chào các anh em.